Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Thôi giờ mình cưới nhau nha em. Ừ. Rồi một cái tin nhắn động trời luôn. Ừ. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi em điện thoại gì cho mẹ nữa chứ. Mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy, nó ở trên Bình Phước á. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhạc. Rồi, chào hai em. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ chồng son. Dạ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ chồng son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Như vậy gì, giỏng giạc chứ sợ đó, luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện. Dạ, nè, đúng không? Mà dạ, em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Là ở đâu em? Dạ, ở Bình Dương ạ. Cậu Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ, em 37 tuổi ạ. Dạ, tổ chức sự kiện xong không có MC đâu, nhào lên là MC luôn. Dạ, đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn? Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và tàu toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ chồng son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Chắc lẽ là cái mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị. Không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị, làm một cái tổ chức, là tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Sau đó nhìn thấy cô gái đẹp quá, ông cô luôn, đúng không? Dạ, cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. Rồi không dính lưới tình cảm quá đặc biệt là luôn. Là hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ. Rồi bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ. Thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh. Cách nhau một cây cầu Cần Thơ rồi. Dạ. Xui sao mà hai người ngồi gần nhau. Chung ghế luôn. Hên chứ. Hên sao vậy? Hên sao? Hên sao á. Tao ngồi gần nhau. Thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá. Em nói nhiều quá nghe. Em ơi, em tên gì vậy? Tuyết. Cái nghĩa là không có quen á vậy. Tức là dạ, tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ. Thành ra dạ, em bị lầy lội mà em không dạ, phải đúng lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mặt dạ, không hề biết. Đúng không? Dạ, dạ, em nói đó, cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao mà bằng, nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần cái trạm dừng chân đó. Xuống thì em coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó là em cũng mò tới mò tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế đó. Tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cháu nội? Cái gì vậy? Không quen biết cái đâu mà ăn trưa. Cái này. Nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày. Là gì có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa mà dê mà dê đạo lộ luôn. Thấy có đụng tay đụng chân nhiều. Chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó. Tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng rồi. Kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng. Không, em ngủ, em giả bộ ngủ chứ em không hề buồn ngủ. Rồi dựa vô cái là thô ra. Trời ơi, kỳ hết sức. Rồi bây giờ nè, ghê thiệt luôn. Dạ. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ. Lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Có gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây, qua có cái cầu Cần Thơ. Mời đúng cà phê liền luôn. Mà ngủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là
đi vô cà phê nó hơi vắng vắng. Dạ nó có mấy loại cà phê mà, cà phê giống nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tùm, cái tùm cà phê tùm, cái tùm cà phê tùm, cái tùm cà phê tùm thì nó có cái màn sáo xuống với vô trọng, ai thích xả xuống thì xả, mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà lại rủ vô đó. Dạ em rủ là em đi vô cà phê tùm. Cà phê tùm mà em có biết cái vụ cà phê tùm, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ đi điểm thôi, nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe có đầu cái xe. Rồi xong rồi tiêu rồi, xong rồi tiêu rồi, dắt tự nhiên dắt mình vô trong này rồi rồi sao cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì thôi. Nhưng mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tùm, mà cũng vô, mà cũng có vô không? Gọi chẳng lẽ là có thích em có vô có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi thì phải thích thì ta vô rồi. Nhưng mà có kéo màn không? Lập ổng vô ổng kéo màn hại nửa phân nửa thôi. Ý là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ sập xuống cái là em về liền luôn á. Phân nửa thôi, cũng biết khôn, kéo phân nửa thôi. Biết khôn á, em cũng phải đi từ từ. Đó, em mình phải đánh từ từ vào, chứ mà vô chụp tay cái là về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Yêu nước rồi ra rồi cũng ngồi. Thì cũng kể là nhà quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Ví dụ như là anh rất là thiếu tình cảm. Thì vậy luôn chị. Có luôn. Sao mà chị đúng tìm đen em luôn. Không giận như chị đang tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là dạ. Tự số lắp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ, nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Mà bên này có động lòng không? Nghe phải cũng động được chứ. Rồi, yêu bằng tay mà em nói sao vậy? Rồi sao rồi cái tay có có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm lại đi coi coi. Đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Em cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu, đưa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Ờ. Quê vậy. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn sao vậy? Chạy luôn, kiểu bị sợ. Sợ. Sợ không thả về đúng không? Dạ. Dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? À, nghĩa là xui cho cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sang điện thoại khác, tao có em xuống. Thì nói em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Cái này là bây giờ mới nói chứ mà sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Thả. Thì chỗ nào chụp đó, cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ cũng rối lắm. Em sợ ế luôn á. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc, tại vì sao giật lại đúng không? Thì thằng khác nó cũng giật lại trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, đó thì em mới suy nghĩ đầu điện đấy. Anh Minh nè, hỏi anh Minh nào nữa chứ. Không quan tâm luôn, bỏ qua luôn mà đúng không? Cái đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn, bây giờ là cũng chuẩn bị bước qua rồi, được rồi, chuẩn bị bước qua 31 rồi. Ừ. Đó. Đó, thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người họ cưới con kìa. Mẹ nói sao? Nói, ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy? Nó ở trên Bình Phước á. Nói, trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói, dạ rồi. Nói, rồi sao? Cái nó thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà. Khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Nhưng mà dạ. Trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn có lãng mạn nhiều. Không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý, cảm thấy gần gũi. Dạ. Sau một quý tháng. Một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa. Đủ lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi, nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm dạ, giá đúng trị rồi. Đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Ở lúc mới yêu người ta thì dắt vô tùm, vô tròi. Dạ. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi. À. Để cho nó đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Dạ. Đêm đó cái tưng bừng pháo hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà.
nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Cảm giác vui. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à. Rồi còn nói nhiều không? Cái bữa tối không nói. Cái bữa mà tắt đèn là không nói. Là hành động. Chỉ làm việc thôi. Ừ. Dạ. Còn mà tới giờ này thì em sáng cũng... đèn là bắt đầu nói dạ. Đúng rồi, đúng là tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em là đàn bà luôn. Nói nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ sẵn thì kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao nè. Nói nhiều nè. Kỹ tính. Sạch sẽ. Ví dụ như cái vấn đề sạch sẽ. Sạch sẽ là sao? Ví dụ sao mà là tật xấu ta? Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc rồi phải ra ngoài sân. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó, lau sạch mà sẽ. Mà ai lau? Ai là người? Ảnh lau. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á, người ta ăn nhậu đúng không? Ảnh không có đâu. Dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á. Tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Dạ, để em giải thích tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi, con không được cho coi điện thoại. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra, nó sống rồi nó hại. Rồi bụi bặm đồ, nói chung là như con, nói chung là con nít đó, cái phổi nó yếu. Em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á, hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á, là em nói làm sao mà để ông đi à? Nói ba ơi, có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm, nó bị ho, nên là ba đã sang hút thuốc. Cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu. Của cháu dạ, cũng thành thói quen á. Rồi sao nữa? Có ghen tuông rồi có không? Tuyệt đó là em không ghen nha. Không không, đang kể thật xấu ổng nha. Hay dê dê lắm, đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em, mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết, kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó mà đồng nghiệp, đồng nghiệp bình thường mà chị. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em chỉ gặp phụ huynh thôi. Không chứ lẽ ghen với học sinh? Em ghen với phụ huynh của học sinh. Đó. Tại em con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy con. Mấy tháng rồi? Con em mấy tuổi? Ba tuổi. Rồi. Dạ. Nói vô sao? Kiểu là đứng đồ nói chuyện. Nói chuyện với cô hả? Nói cứ nói như là mà phụ huynh á. Trao đổi với cô. Dạ, trao đổi là con nó sao sao á. Thì em ghen. Anh vô duyên tiếng của em ra làm sao? Tôi ghen ghen có thì... cái biểu hiện mặt mũi mình sao? Cái thái độ là trừ mắt em thôi. Dạ. Về là em im luôn. Vậy thôi. Về quê em nhiều khi em xách xe em đi chợ cũng không cho đi. Đi chợ mua đồ ăn cũng không cho. Đi sợ mấy ông bắt theo á. Giống như là thả hổ, thả hổ về gừng vậy đó. Sợ đi lung tung. Ghen dữ vậy không? Em không biết luôn, mà mặc dù là mình xong rồi mình nói ủa có gì đâu ghen ta. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè, tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn á. Ghen nữa đó. Thì em là cái máu nó là cái máu hay sao á. Mặc dù là em đi với mấy dancer DJ đồ nhiều lúc ca sĩ đồ thì cũng cặp kè chụp hình thì cũng bình thường. Mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường, nhưng mà em thì lại ghen. Em không hiểu cái đó là ăn vô máu à. Thôi gì để ăn vô máu. Là ghen bệnh rồi, cái đó ghen bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ. Đúng em. Rồi. Không biết sao luôn, biết cái này có thuốc chữa không ta. Cái có thuốc gì không chứ, mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen là bị máu chứ. Rồi đúng không? Dạ. Rồi, còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Bệnh. Đó bây giờ mà em phải khui chứ. Tại sao em lèm bèm nè? Có nghĩa là em nói cái đó rồi, một lần, hai lần, ba lần, 10 lần luôn không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó, giờ 3 tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ, tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ không ấy còn mày. Đó. Rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà rồi cho nó sạch sẽ rồi để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó. Đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ là sao, hay là cố tình chống đối. Đó, không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên, chồng lèm bèm tiếp luôn. Rồi còn gì nữa nè. Hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37. 37 rồi. Dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mới cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi. Tắt đèn hết rồi. Anh ơi, cho em nhé. Anh ơi, cho em nhé.
Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được ba tuổi, gần ba tuổi thôi, có nghĩa là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải sau ba năm thì nó mới có sức khỏe, với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn con đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không, nói thôi ngủ đi em. Thôi rồi, rồi em bắt vợ em coi như là ăn dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Ủa, có nghĩa trong 3 năm nay? Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch á. À dạ. Em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh, ta thèm luôn á. Người ta thèm của con mà. Dạ. Đúng không? Mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm dùm cái nốt lại, ghi lại và sửa một lần hai lần là phải sửa, để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển đó, là phải nghe, ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu, để xong hỏi em ơi cái đó đâu không có nhớ luôn đó, là hay quên đó, cái tật đó tật hay quên nữa đó, cũng là một tật xấu á. Dạ. Dạ. À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Rồi. Nha em yêu. Rồi tới em yêu đó. Là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện, nhận chuỗi gì tới nơi là lo làm không, không lo ăn, người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, uống cà phê với lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng nước đó. Nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh. Nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói, là bảo đảm luôn anh không nói nhiều nữa. Ừ. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Đi bệnh. Không được rồi. Phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Ừ. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt. Quá mệt. Mệt lắm luôn nhá. Tự nhiên ghen, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Ừ. Thiệt luôn, tự nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy, bắt chữ ghen. Dạ cha, xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị. Dạ, hôm là ngày em tin chị đi, chị dạ. Nói chị nói nghiêm túc. Cũng nhờ chương trình vợ chồng son về cũng em sẽ thay đổi tư duy lại. Nha, thay đổi nha, nhớ và nha. Và chúc cho hai em dạ. Luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Bởi vì hôm nay là quà sinh nhật. Bà trâu nữ. Trâu vàng, trâu nữ. Và hôm nay cái ngày cũng đặc biệt luôn là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn ạ. Hành động đi. Happy birthday, vậy là tối nay luôn nha. Hứa. Dạ. Nè. Có luôn. Wow, trời ơi, nặng ký luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, dự chương trình tối ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ, buồn. Mấy hôm sau mới có đêm tân hôn? Qua hôm sau không? Mà đêm dạ. Trước. Và đêm sau không? Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Ê, ngồi đây. Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Mời hai em giới thiệu về mình. Rồi. Chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, em mời đi. Ngồi, em cứ ngồi cứ thoải mái. Rồi. Sao em tên gì? Dạ, tên Mai Văn Trung, quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Dạ. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ rồi. Dạ. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà và kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Thôi cố gắng kia này, theo chị đi ra rồi đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà con gái, được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, dạ. Nhưng mà
bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mơ liền. Dạ. Đúng không? Cũng được. Chứ sao được, dạ, quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè không nói chuyện hay là nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình rồi đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì? Hảo Quy, lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em đã, gặp anh em thấy sao? Dạ, gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Ừ. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi, anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. Bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Nhìn một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, là cái gu của em là như vậy? Dạ, khoái. À, khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái vì... bờ mông với tấm lưng là... Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể, dạ, đứng lên cho anh coi cơ. Xoay, dạ, một vòng cho anh coi. Xoay ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay, dạ, ra đây coi, quay ra, quay qua đây, quay ra. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, chăm 7 tháng chăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? À. Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Ờ, mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Bực mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về rồi, về đêm đêm show, ra tiếp. Ra tiếp nữa. Dạ. Ủa là sao, là sao? Em nói chậm chậm thôi. Tức là show ra tiếp. Đi về nhà, nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không, là sáng vô nói chuyện mình luôn. Đi uống phơ, xin ba mẹ đi uống phơ. Đi uống cà phơ. Dạ. À, uống cà phơ. Dạ. Đi uống cà phơ. Dạ. Đi uống cà phơ. Tối qua ở nhà là rủ uống cà phơ rồi đi uống cà phê. Dạ. Uống cà phê. Dạ. Rồi. Dạ. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Với nụ cười, nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô là fan có dê em không? Dạ không, anh không, từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có dê. Không có, dạ, giống ông trước. Ờ, không nắm tay nắm chân luôn. Ừ. Dạ có nắm tay, nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ, cho tới ngày cưới, dạ, luôn. Dạ. Mà khi về là đùi, ra đùi. Về à, khi về là đùi. Đi ra giữa đường á. À, là có nghĩa là sao, dạ, cái bữa đó đâu, sao cái bữa đó luôn, lại đổ luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi đặt bên chi mà ngày sau là đi chơi quen rồi là ảnh ngồi trước, anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đùi á. Rồi phía sau cái gì đúng, dạ, không? Dạ. Lái xe xong rồi là hiện tại đó, hiện tại đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không. Nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn, cứ đi tay lái rồi đi cầm tay rồi. Cứ ra đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà, chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tới 9 giờ là về được. Là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn, dạ, gần tháng là đã đến hôm rồi. Dạ. Dạ. Là, con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn, dạ, hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Đấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ, dạ, cáp cho hai đứa, dạ, luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ, không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là... Dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp thực tế vậy nó hay không? Dạ. Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ anh... Cua bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Chầm mấy? Chầm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là xài. Đi ra mà giờ cho xem một tối gì đó là được. Là ngày nào vậy? Có Zalo mới lô là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả?
Không, không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm lắm. Chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm. À, viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Nhăn. Nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết không, chậm là chồng là không biết lên. Nhiều à. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. À. Nói chung bây giờ người ta thực ra bây giờ người ta hả? Gặp không ai cái vô chat đó cái, bấm vô cái nói được nói rồi á, cái đó. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Coi chứ, coi điện. Đúng không, đúng không? Mới lô mới ngủ luôn à. Ồ vậy đó. Mới chừng nào ngủ nói chuyện xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm bây giờ. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu gọi điện là ngủ à. Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Dạ. Đấy, hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau vậy mà cái bé nói là gì không? Gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Là làm giọng. Như là quen hơi đó, quen như thì quen chồng chậu quen giọng hơi, quen giọng á. Đó, nghe cái giọng. Là về phải luyện à, chứ luyện không được. Chồng thì lúc còn quen là ngày nào cũng qua cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á giỏi hơn. Là ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì hả? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi? Cưng quá. Thật thà. Thật thà dễ sao. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ mà em nổi điên lên là dạ. Xử luôn. Tao không cần luôn. Dạ. 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 Nhưng mà tới nửa đêm rồi. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em, dạ. Em nhớ là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ờ. Khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay mày gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như vậy tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Rồi. Tìm hiểu. À hiểu rồi. Dạ. Giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên uống hơi quá chén. À uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ anh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy sau. Nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Ôi, người đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Yeah. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ. Nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ không. Vậy hả? Không khóc. Vui quá. Trời đợi vui vẻ quá mà. Thôi có tật xấu gì không? Khui đi em. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính lắm. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bơ bộn. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trợn mắt lên. Trợn mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút làm gì rồi lại. À, ra ngoài chút rồi mình gì à? Nóng tính rồi. Ừ. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ, chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Em ra em cắt. Ừ. À. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi, còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. Hay quên. Dạ. Quên lắm. Có mê gì không? Dạ.
có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. Cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi coi. Này TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm tiếng kia bán thoại là làm cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy á hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Bây giờ tới em đó, ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được. Dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều em được. Uống bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Dạ. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho để chị tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi gì nữa sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm. Cô quét là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm. Nói nhiều. Với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi. Đang nói mẹ em chen vậy, em chen vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Nói chưa hết ý. Nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nào, đã bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọng mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi. Bỏ tới bao mà lâu đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm ấy ạ. Tăng này. Tắt này. Dạ, có bao giờ quánh lại không? Không. Sao quánh được? Giờ sao quánh đâu quánh được đúng không? Giờ vô giờ. Giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều mà lúc ghen mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào à? Gươm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có. Ghen mà chối. Dạ. Rồi mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á. Thì anh nói, thằng nào? Thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ. Rồi còn thật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải tật xấu tốt. Đâu. Đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, Liên Thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó là tại em đó. Em khoái đó, lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Không mà tiêu hóa tốt, hàng chi nó ốm. Thiệt mà, nó phải xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả, con nít dữ lắm ạ. Dạ, tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được.
Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Ừ, rồi mai mốt rồi, bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng, hai tay. Dạ, cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ gì rồi, bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Ờ, bớt chơi game, lo việc nhà. Kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Ờ. Đừng bớt game. Chơi game quá không tốt. Nhiều khi mấy ông anh nhà nói chơi game quá. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt. Bị gì? Bị sỏi mắt. Sỏi tức là mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắt hột quá đúng không? Dạ, cường nó hả? Cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắt hột đau. Bị cường á phải không? Vậy dạ. Thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Dạ. Nghe em. Này đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng á chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. Được gần 3 tháng. Vậy hả? Dạ. Mắt. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Ổn rồi. Bây giờ là có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu á luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không? Mốt á con mình đẻ ra bắt ổng dạy. Cho dạ. Mình đỡ cực. Hiểu dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này này kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn bắt ổng. Hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ. Đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị gì mà ấy điện thoại nhiều là nguy hiểm lắm á. Rất dạ. Nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm thổi luôn. Ừ. Đó, cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha và chúc hai mẹ con mẹ cho con vuông. Dạ yeah, vâng ạ. Rồi giờ mình bốc thăm nha. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Trước tiên đó chính là chọn bộ Somo Zurica Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính đến từ Love Shopping. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm nước uống ion kiềm cao cấp thương hiệu Fujiwa. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ từ Nhật Bản. Fujiwa không đơn giản chỉ là nước mà là loại nước uống tốt có lợi cho sức khỏe, giúp cân bằng pH, bổ sung vi khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Nước ion kiềm Fujiwa có thể sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng. Và món quà thứ ba đó chính là mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải 360g, tăng thêm trọng lượng giá không đổi với thành phần 80% ruốc tươi, tạo nên những món ăn ngon trong gia đình như kho mang nước cốt dừa, cơm chiên hải sản mắm ruốc, lẩu mắm ruốc, nêm trong bún riêu, bún mọc, bún măng gà, đánh bún. Mắm ruốc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi và một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần kiểm tra hiểu ý. Bây giờ hai bạn đâu lưng lại nhau nghe, hai cặp đúng rồi, nghe câu hỏi của tôi nha. Đúng rồi. Vợ bạn thường xịt nước hoa ở vị trí nào? Đó. Rồi không biết nghe, không có cái gì ghi đó. Ở đâu nè, ở đâu nè? Có cái gì ghi đó. Không có nhắc nghe nha. Rồi. Nói nhỏ ra nè. Đi nào, xong chưa? Hay quá cái cặp này. Ok. Cặp này hiểu nhau quá. Và bây giờ mày cổ tay. Cổ. Ê, cổ tay với cổ khác nhau nha bạn. Bạn cổ. Minh nha. Rồi, vậy sai rồi. Sai quá, sai rồi. Rồi. Hai vợ chồng. Quy, mở ra. Quy trung. Không có. Không có. Nghĩa là trước giờ là em không có xịt nước hoa. Dạ. Không sai bị dứng không? Bị ứng. Dạ. À. Với kết quả không có. Tại vì sức nước hoa vô là sẽ bị dị ứng. Đó, cho nên là bên đây hai vợ chồng em sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn cái thùng này. Màu gì chọn đi? Dạ em xin chọn màu vàng ạ. Màu vàng, hai em. Màu hồng. Tôi màu đỏ. Rồi tôi màu xanh. Rồi, rồi thùng hai lấy lên. Hận và chị Vân sẽ mở trước nha. Hai cặp khoan mở nha. Mời chị mở. Trời ơi tôi tự coi tôi nữa. Tự. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. Hai. Mở. Rồi. Chúc mừng hai vợ chồng Huy và Trung. Sau chương trình này hai vợ chồng về Bình Định sẽ mang theo sản phẩm đó là nước uống ion kiềm cao cấp Fujiwa. Uống đã khác lắm nha.
và chúc mừng hai vợ chồng của Minh đã nhận được một phần quà, đó chính là trọn bộ son môi Zurika đến từ Nhật Bản với năm màu sắc trẻ trung khi mua ở tại Love Shopping. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Quốc Thường xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau, sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.